Uy tín làm nên thành công. Hôm nay, nhạc cụ Minh Phụng sẽ dẫn các bạn đến với Bình Dương để đưa cây đàn piano quốc dân Artesia Performer cho em trai đã không ngại đường xa đến showroom 347 Điện Biên Phủ để trải nghiệm và mua đàn. Bây giờ các bạn cùng theo chân chúng mình nào. Lên đường thôi. Trên những con đường đầy nắng và sương gió, đội ngũ anh em chúng mình vẫn không ngại đường xa để giao đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng nhất. Artesia Performer là sản phẩm đã có thương hiệu ở trên thị trường, giá cả phù hợp đối với các bạn học sinh sinh viên. Sản phẩm với thiết kế góc cạnh thanh lịch và gọn nhẹ, chắc chắn tiết kiệm không gian, dễ dàng và tiện lợi mang đi bất kỳ nơi đâu, như ở nhà, trường học, du lịch và trong các buổi biểu diễn. Đàn được trang bị 88 phím với kích thước chuẩn, tích hợp công nghệ cảm ứng lực nhấn trên bàn phím rất hiện đại. Nó cho bạn 3 cấp độ tùy chỉnh phản hồi là nhẹ, vừa và nặng. Ngoài ra bạn có thể chọn một trong 3 chế độ như Split chia bàn phím, Layer để hòa âm, trộn tiếng và Lesson để luyện tập. Không chỉ piano, giờ đây các bạn có thể thỏa sức sáng tạo âm nhạc với bộ 12 mẫu âm thanh 3D chân thật được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ khác nhau với âm sắc phong phú trên một cây đàn piano điện duy nhất. Chức năng Transpose giúp tăng giảm tông để chơi ở các phím khó trên đàn. Metronome là chức năng cơ bản giúp người mới có thể giữ nhịp một cách chính xác. Artesia Performer cũng được trang bị bộ xử lý tín hiệu số DSP để tăng thêm độ chân thực của âm thanh và mức độ điều chỉnh của Reverb Chorus để tạo thêm âm thanh cho giai điệu. Về phần kết nối, bạn có thể kết nối cây đàn của mình với nhiều loại ứng dụng học tập và phần mềm cho phép bạn có cơ hội tham gia vào các hoạt động học tập bên ngoài lớp học. Bạn còn có thể kết nối với máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại di động một cách dễ dàng thông qua cổng kết nối USB MIDI to host. Ngoài jack cắm Shooting Pedal thì jack cắm Stereo Layout cho phép bạn cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Bạn có nhu cầu mua đàn để con mình học tập và giải trí vào mùa hè nhưng chưa tìm được cửa hàng nhạc cụ nào uy tín, sản phẩm chất lượng cùng các ưu đãi hấp dẫn với mức giá chưa đến 6 triệu đồng, Artesia Performer sẽ là một sự lựa chọn đáng giá trên con đường học piano của bạn. Nhạc cụ Minh Phụng sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất đối với các bậc phụ huynh. Khi đến mua hàng tại đây, các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, trả góp với lãi suất 0%, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chuyến đi tiếp theo.